Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Trong tập trước, Liễu Thần đã xuất hiện. Nàng ta nhẹ nhàng yêu cầu mọi người nên quay về thượng giới được rồi. Bất lão thiên tôn nghe vậy liền khinh thường, cho rằng nàng không chói được hắn đâu. Hắn bộc phát lực lượng thoát xa, sau đó lao thẳng về phía Liễu Thần định bón hành cho nàng. Vậy nhưng, còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị Liễu Thần dùng một chiếc lá áp chế. Bùm một cái, thân thể lão ta liền bị nổ bành xác. Lão già ngưng kim môn vào ngọn núi thấy được điều này liền hoảng sợ. Không ngờ chỉ dùng một kích đã tiêu diệt được bất lão thiên tôn. Liễu Thần nhanh chóng giải khống chế cho hai người, rồi tiếp tục khuyên bọn họ quay về. Tiểu Tháp cũng đứng ra khiêu khích, mau chóng về thôi, cho dù chỉ là hư thân bị diệt thì chuyển đi cũng mất mặt lắm. Đánh thì đánh không được, ở lại cũng chẳng giải quyết được gì thêm, cho nên bọn họ đành ngậm ngùi quay xe về thượng giới. Thạch Hạo và sinh linh bất diệt tiến lại chào hỏi, hắn ta không quên cảm ơn nàng đã ra tay cứu giúp. Liễu Thần yêu cầu mọi người đi theo. Đi đến một thác nước, bọn họ cũng dừng lại. Sinh linh bất diệt chủ động đi lên trước mặt rồi bắt đầu quá trình biến thành người. Thoạt nhìn bộ dạng của hắn cũng khá là tuấn tú. Thạch Hạo lấy ra trung đồng thăm dò, vậy nhưng chỉ nhìn thấy bộ áo giáp đang khoác trên người hắn, còn bản thể là gì thì không biết. Tiểu Tháp giải thích, tên này được sinh ra từ hòn đá đấy, thiên sinh địa dưỡng. Thai nghén trong trứng hơn 100 vạn năm, đã được tiên thiên ấn ký cho nên một hậu thiên sinh linh như hắn mới mạnh tới vậy. Thạch Hạo thắc mắc, sinh linh lại còn chia tiên thiên và hậu thiên sau, lẽ nào tiên thiên sinh linh sẽ mạnh hơn? Liễu Thần giải thích, tiên thiên hay hậu thiên đều như nhau, hậu thiên thì từng một bước trưởng thành, có nhiều trải nghiệm hơn, nếu như cuối cùng quật khởi thì cũng sẽ càng lớn mạnh hơn. Thạch Hạo cảm ơn vì sự chỉ điểm này, cậu vẫn còn một chuyện muốn hỏi. Bản thân Liễu Thần hay sinh linh bất diệt đều có bản thể khác biệt, vậy nhưng vì sao đều phải hóa thành hình người để tu luyện? Liễu Thần chẳng giấu giếm, hình người thích hợp tu hành, nhờ vậy càng dễ bất hủ bất diệt. Còn Tiểu Tháp thì khác biệt một chút, hắn không hóa thành hình người là vì trời sinh là vật dẫn thành đạo, cũng thích hợp bất diệt trường tồn. Đôi cánh của sinh linh bất diệt lúc trước cũng không phải đạo thể mà là sự cố khi tu hành. Năm đó hắn chưa thể hoàn toàn tiêu trừ đôi cánh. Tuy đã thành biểu hiện của nhục thân và đạo hạnh mạnh mẽ nhất, vậy nhưng đôi cánh đó cũng là thành lực cản chế độ hắn tiến bộ. Sinh linh bất diệt cho rằng dù không thể bước ra được một bước kia thì sao, để lại đôi cánh kim rực này vô tình trở thành một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Liễu Thần thì nghĩ khác, chỗ mạnh nhất thường sẽ trở thành cửa ải ngăn cản chúng ta đột phá lên cao hơn. Ngoài thế giới còn có thế giới, trên cường giả còn có cường giả, đừng mãi bảo thủ. Nếu không thì chắc chắn sẽ tan biến trong bụi bặm. Khúc xương trong cơ thể Thạch Hạo cũng vậy, đạt tới cảnh giới nhất định cũng sẽ trở thành xiềng xích. Tiểu Tháp nghe vậy liền kinh ngạc lẫn hoảng hốt, ý nàng không phải là định bảo tiểu tử này chém dụng chí tồn cốt đấy chứ. Sinh linh bất diệt cũng cảm thấy như vậy là quá đáng tiếc, đây lại sử dụng thì tốt hơn. Sau này tung hoành thiên địa, đó là thứ ỷ vào lớn nhất. Liễu Thần vẫn một mực giữ ý kiến của mình. Trên đại đạo, ai cũng không dám khẳng định là mình đúng. Con đường của cậu vẫn phải do bản thân cậu tự quyết định. Nói tới đây, không gian liền chấn động, nguyên nhân gây ra là do một cánh cửa. Cánh cửa đó là trước khi khai thiên lập điện, được gọi là Nguyên Thủy Chi Môn. Nó cũng từng dẫn tới chiến dịch Thái Cổ và Thượng Cổ Thần Chiến. Nguyên Thủy Chi Môn trước giờ hiếm thấy, không ngờ hôm nay lại tái hiện. Từ trước tới nay, nó chính là vực sâu không đáy, có đi mà không có về. Dù nguy hiểm như vậy, vậy nhưng mà Liễu Thần vẫn muốn tiến vào, mặc kệ Thạch Hạo khuyên ngăn. Nàng nhắc nhở cậu không cần lo lắng, trên con đường tu hành hãy cẩn thận. Giờ cũng tới lúc từ biệt nhau rồi. Nói xong, Liễu Thần cũng bay về phía Nguyên Thủy Chi Môn. Sau lần từ biệt này, chẳng biết bao lâu nữa họ sẽ gặp lại. Sinh linh bất diệt thắc mắc, cánh cửa kia rốt cuộc là xuất hiện từ thượng giới hay là hiển hóa từ trong tiểu thế giới. Vậy nhưng đều là ẩn trong hỗn độn. Hắn cũng có thể vào thế giới hỗn độn hấp thu nguyên khí, sau đó sẽ tới thượng giới đại náo long trời lở đất. Tiểu Tháp cũng dự định xem, nếu đã cùng chung đường, hai người liền kết bạn đồng hành. Về phần người nhà của Thạch Hậu, bọn họ ở trong trận vô cùng an toàn. Cậu tự có cơ duyên để có thể đi tìm, hắn sẽ đi vào giúp Liễu Thần một phen. Trong đó chưa biết có nguy hiểm gì, tiến vào cũng sẽ hỗ trợ nhau. Hắn mở cánh cửa truyền tống cho Thạch Hậu rồi chia tay nhau. Đi đến một nơi đầy dung nham nóng bỏng cùng thi hài của mấy con vật thời thượng cổ. Thạch Hạo bắt gặp một con chim khổng lồ, nói chỉ bay ngang qua, vậy nhưng đã khiến cho mọi thứ gần đó rung động. Cậu nhận ra con chim này là Kim Ô, một trong những giống loài mạnh nhất giữa thiên địa. Trên thân mang khí tức của tôn giả, đại kiếp bát vực mới đi qua, các tôn giả gần như tuyệt tích. Không ngờ trong thái cổ bảo giới lại còn có tôn giả mạnh mẽ tới như vậy. Cho nên nhất định bên trong này có đại cơ duyên, cậu lập tức chạy đi tìm kiếm. Trong khi đó tại Kim Ô cổ thành, đám thiên kiêu của thượng giới đang bị đám hỏa nhà bao vây. Gã thiếu niên này được gọi là Trác Vân, thực lực liệt trận cảnh, hắn chủ động lao lên đánh địch. Một tên khác cũng là liệt trận cảnh, gọi là Triệu Khởi thì đứng bên dưới hô hào màu chóng ngăn cản đám hỏa nhà lại.
nữ tử Linh Xuân nhanh chóng tung ra bảo thuật tấn công, làm Vũ lao lên tiếp ứng, thành công đẩy lùi kẻ địch. Triệu Khởi thấy vậy liền chủ động tiến lên nói chuyện, hắn mong các nàng đi qua chỗ hắn, cùng nhau liên thủ phòng hộ. Làm Vũ thẳng thắn chỉ trích: "Bạn nãy bạn bè gặp nạn, gã ta đã không biết cứu viện, chỉ biết nói mồm thôi sao?" Lời vừa mới dứt thì lại thêm một đàn hỏa nhà nữ lao tới. Mọi người thấy vậy nhanh chóng phản công. Tên Triệu Khai bình thường luôn khoe khoang bản thân mình mang theo rất nhiều bí bảo, vậy nhưng lục lọi mãi vẫn không có cái nào dùng được. Xem ra tên này đúng chỉ là được cái khoác lóc. Điều này làm cho Trác Vân vô cùng tức giận. Ngày thường mạnh miệng, đến giờ khắc mấu chốt thì chẳng được tích sự gì. Gã ta phản bác lại Trác Vân: "Nếu hắn đã giỏi như vậy, vậy thì mau chóng nghĩ cách đi." Trác Vân càng thêm tức giận, không ngờ tên này lại còn dám quay sang trách mình. Đều là tại đối phương chúng phải cạm bẫy hòa dịch của hòa nhà nên mới tới nông nỗi này. Biết cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì, làm Vũ cùng mọi người tiếp tục lao lên. Ngay sau đó, Hồng Hoàng cũng xuất hiện, nàng ta lập tức lấy ra bảo thuật của mình ngăn cản đám hòa nhà. Đáng tiếc là thực lực của đám này không những mạnh mẽ mà còn đông đảo. Bảo thuật của nàng nhanh chóng bị đánh tan, thân thể bị ăn mồi chiều rơi xuống đất lộn vài vòng. Hòa nhà thấy vậy liền bồi thêm đợt công kích thứ hai. Đúng lúc nguy cấp đó, Thạch Hạo bằng một cách thần kỳ chạy tới cứu viện, ngăn cản đòn công kích cứu về một mạng cho Hồng Hoàng. Nhìn thiếu niên trước mặt, nàng ta cũng bất ngờ, thêm vài phần cảm kích. Hỏi thăm xong, Thạch Hạo liền chủ động lao lên đánh địch, lấy ra toàn nghề bảo thuật tiễn con hòa nhà đó về đất mẹ. Những con khác cũng bị xóa bỏ chạy, chiến thắng quá áp đảo. Giải quyết xong, cô tiến lại đỡ Hồng Hoàng dậy. Nhìn hai người tay trong tay, làm Vũ liền lên tiếng trêu ghẹo: "Anh hùng cứu mỹ nhân, sắp thành một giai thoại rồi đấy." Cả đám cũng ngơ ngác vì cảnh tượng trước mắt. Hồng Hoàng nhanh chóng phản bác là cậu ta đã cứu mọi người nên nàng cảm kích mà thôi. Lời này làm Trác Vân không vui, đường đường là thiên kiêu thượng giới, bị một tiểu tử hạ giới cứu, bị đồn ra ngoài thì mất hết danh tiếng. Triệu Khai nhanh chóng bổ sung, chỉ dựa vào tu vi hai người bọn hắn, cộng thêm bí bảo trong người, ngay cả kim ô tộc tổ địa cũng có thể đi vào. Đám hỏa nhà này là cái thá gì chứ? Nếu không phải bọn chúng chạy nhanh thì hắn đã thu thập bọn chúng từ lâu rồi. Thạch Hạo không để ý tên này khoe cái gì, cậu chỉ chú ý tới mấy thứ kim ô cổ tộc mà hắn tiết lộ. Tuyên Minh cho biết, lúc trước bọn hắn nhìn thấy một nhóm tôn giả ở đây cũng muốn tới kim ô tộc tổ địa. Người tranh đoạt cơ duyên sẽ rất đông, phía trước chính là kim ô hải, nơi sinh ra kim ô tộc. Trong đó hẳn là có không ít đại đạo cơ duyên, bọn họ nhanh chóng tiến về kim ô hải. Nhìn quang cảnh trước mặt, Thạch Hạo cũng ngỡ ngàng. Nơi đây đa phần là nham tương, mà phía nham tương này lại vô cùng rộng lớn. Qua được kim ô hải là đến kim ô cổ tộc, chỉ là trên biển khó mà phi hành, cần có bò thuyền để tới đó. Vấn đề này được giao cho Triệu Khải, hắn ta lấy ra một chiến thuyền to lớn, cuối cùng thì tên này cũng coi như là có chút tác dụng. Mọi người nhanh chóng bước lên, chỉ riêng Thạch Hạo thì vẫn ở dưới. Hồng Hoàng thấy phải liền gọi cầu màu chóng lên thuyền. Thực lực cậu xuất chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Sau khi phong ấn mở ra, khẳng định còn có cường giả đến tranh đoạt đại đạo cơ duyên. Cầu thủ như cậu, tốt nhất là nên kết bằng hữu chứ không phải đối thủ. Thạch Hạo suy nghĩ, đám thiên kiêu này có vẻ hiểu rõ mọi thứ ở đây, có thể hợp tác, huống hồ còn có thể đi nhờ thuyền. Nghĩ xong xuôi, Thạch Hạo cũng cảm ơn rồi nhảy lên thuyền. Trước khi khởi hành, Tuyền Minh cũng thẳng thắn, chỉ tiếc là tạo hóa không nhiều. Khi tới nơi thì mọi người đều phải dựa vào bản lĩnh để tranh đoạt. Trong lúc con thuyền đang chờ mọi người đến đích, thì một nơi nào đó xuất hiện một bộ thi hài khô. Đột nhiên bộ thi hài cử động. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Xin chào!